không có gì sướng bằng ha. Yes. Làm việc thôi bữa nào à, đi chơi vậy nó. Em nghe nói là người ta về Việt Nam sướng hơn nên anh nói làm sao. Alo alo anh Tùng, alo anh Trung, alo anh Tá, anh Thắng. Này chắc mấy anh đang đi chơi với dế sao mà không ra đây chơi? Đúng không anh Khanh? Nói vậy nó hơi kỳ nhưng mà hơi kệ, nói kỳ mới lớn lần sau người ta mới ra. Mấy anh lo làm giàu quá. Anh cứ sao anh cứ phải moi anh Tá ra hoài à? À cứ mời anh Tá ra làm câu chuyện không à. Kỳ quá. Anh em mình cũng đi hồ mà đi lộn hồ. Mình cũng đi hồ mà đi lộn hồ. Trời nó quá đẹp. Hả? À, tháo luôn xong em ve xuống luôn. Rồi anh leo lên. Cái này nó nặng thì ok. Ờ. Ừ, dùng đó đi. Ờ đây chìa khóa anh có đó mà. Chìa khóa đó được mà không? Chìa khóa xe. À.
Ồ, hay vậy ta. Chuyên nghiệp luôn á. Chuyên nghiệp luôn. Sẽ cho khỏe gì?